Hello các bạn, Miu xin chào tất cả các bạn nha. Hôm rày Miu hơi bị bận nên Miu không có làm clip cho các bạn xem. Tại vì Miu mới vừa khai trương cái quán ốc ở gần Aeon Mall Tân Phú á các bạn. Nên Miu lo Miu làm ở bên đó cho xong nên chưa có thời gian rảnh để làm clip cho các bạn xem. Tại vì làm cái YouTube này là làm trái tay thôi nên Miu không có thời gian để làm nhiều á. Do mới khai trương quán ốc nữa thì mấy bạn rảnh thì ghé quán ốc của Miu ăn ủng hộ nha. Miu nấu đó. Miu nấu đó. Nên các bạn rảnh thì ghé ủng hộ cho Miu. Còn không thì các bạn chịu khó chờ Miu thời gian hơi bị lâu một xí Miu mới làm clip được. Thì hôm nay á Miu sẽ làm thêm một cái clip nấu thức ăn cho các bạn. Tại vì hôm đợt trước Miu cũng tính làm luôn một lần luôn nhưng mà lười quá, với lại thêm cái nữa là bận ba mấy cái vụ mở quán á nên Miu không có làm được clip, nên bây giờ Miu mới làm. Thì đầu tiên á là Miu sẽ chỉ cho các bạn chế cái một món thức ăn là trà thú nha. Cái trà thú á thì nó là cái trà có cái hình con thú nên gọi là trà thú, nhưng mà nó cộng nước hơi bị nhiều á, là đi câu thì cũng xài được. Thì có một vài bạn comment kêu là Miu ơi làm cái clip mà chế thức ăn mà cộng nhiều nước á, nên bây giờ Miu sẽ làm cái thức ăn cộng nhiều nước. Thì đầu tiên á, nguyên liệu để chế nó cũng rất là dễ kiếm thôi. Là cái món đầu tiên Miu nấu sẽ là dùng quýt, táo với sả nha. Đây là trái quýt nè, trái táo nè, sả, cộng sả đây. Đây, thì quýt là lụm ở bên núi lửa nha các bạn. Táo thì khỏi nói rồi, chặt cây táo là nó rớt đầy luôn. Còn sả thì lụm chanh là nó sẽ tự nhiên rớt sả ra nha. Bây giờ mình sẽ chế nè. Là cái này nó có hình, cái con này là con gì Miu không biết, nhưng nó là orange tea, là trà cam. Thì đây, cái này là trà cam nha các bạn. Bây giờ Miu sẽ chế thêm luôn một lần rồi uống một lần luôn, tại vì nó cũng cộng như nhau thôi. Rồi cái món thứ hai là chanh quýt. Chanh quýt với lại mật ong nha. Thì mật ong này chặt cái táo nó cũng sẽ tự dưng mà rớt thôi, nên khỏi có khó tìm. Nên nguyên liệu cũng dễ tìm lắm. Là cái này là nó ra, ủa cái này nó không phải là trà thú á, lộn rồi. Cái ly này là cái ly mà cái bạn đi là cái game đó thường hay nó cho, lâu lâu là nó lại cho các bạn cái thức ăn á, thì nó sẽ cho cái ly trà này nè. Không biết còn cái gì, bây giờ mình uống nó trước nha. Là no 50 và khác 35 thì nó không có cộng thêm búp gì hết á. Là lâu lâu thì admin hay cho mình mấy cái ly đó để uống chơi vậy á. Miu lộn rồi. Rồi, còn một thức uống nữa đó là chanh táo với lại mía. Thì cái này không biết có phải trà thú không, Miu quên mất tiêu rồi, nhưng để chế thử. À, nó ra cái ly trà này cũng là admin hay cho mình nè, admin hay cho mình cái ly này nè. Thì không biết là nó có cộng cái gì, thì Miu thường là ổng cho, Miu không có uống, Miu để chân vậy á, dọn tủ để đó thôi. Bây giờ Miu sẽ uống thử coi nó cộng gì. Cũng 40 no nhưng 50 nước nha, và búp thêm chống nóng nè các bạn. Cái ly này nó búp chống nóng nha các bạn à. Thì bạn nào đi sa mạc uống cái này là chống nóng, khỏi bị nóng nha. Rồi, bây giờ Miu sẽ chế tiếp một món nữa. Đó là cái bông ra xe này nè, với lại táo và đào. Hay, thì cái đào này các bạn qua sa mạc chặt cây đào á là nó sẽ rớt đào ra nha, nên cũng là nguyên liệu dễ kiếm. Thì bây giờ mình sẽ chế thử coi nó có phải trà thú không, chứ nãy giờ mới có một ly trà thú à. À, nó là trà thú này, cái con này là con gì Miu không biết. À, biết là đào thì phải. Cái này là trà đào nha các bạn. Đây là trà cam, đào được hai cái trà thú rồi nè. Rồi bây giờ Miu sẽ chế thêm một loại nữa, cũng là rosea với táo, nhưng mà không bỏ đào vô mà Miu sẽ bỏ gừng vô nha. Là nó sẽ ra được một món nữa, cũng là trà thú luôn, nhìn giống con sói dễ sợ. Thì đây là Ginter
chia dị gì gây thơ đó là trà gừng nha các bạn. Giờ Miu sẽ lấy gừng ra. Và Miu sẽ bỏ cái gì vô đây? Bỏ dâu vô thử. Bỏ dâu vô nha. Là nó sẽ ra được cái trà. Ủa này là trà dâu này, cái này cũng mà admin hay cho cái mình cho tụi mình hay lâu lâu là nó cho vài ly uống chơi nè. Và còn một loại nữa thì bỏ dâu ra, bỏ huyệt quất vô là cũng sẽ ra được cái ly mà admin hay cho mình nè. Đấy, trà huyệt quất thì cái này là cũng admin hay cho mình đó. Uống chơi vậy thôi chứ nó không có tăng được cái gì hết trơn hà. Rồi, Miu nhớ là còn một cái loại trà thốn nữa mà sao quên mất tiêu công thức rồi, trà thốn gì nè. Quên mất tiêu rồi, mới chế được có hình như 2-3 loại trà thốn à. Bây giờ Miu bỏ tiếp đi. Mật ong, chanh, với lại mía. Thử coi coi có ra không. Cái này cũng admin cho mình nè. Cái này cũng admin cho mình nè. Nó khác với cái ly hồi nãy nha. Cái này là trà mật ong. Nhưng mà Miu không biết là nó cộng cái gì. Bây giờ Miu bỏ thử cái coi lại cái gì ta. Mật ong, chanh. Rồi mà bây giờ bỏ thêm quýt vô nha. Cũng nấu được nè. Cái này cũng admin cho mình nè. Giống sao giống cái ly hồi nãy ghê vậy á. Rồi bây giờ Miu sẽ ăn thử nè, sẽ thấy hai cái ly này giống hai cái ly hồi nãy ghê á. Cái này là lemon tea nè, cái này hình như hồi nãy nấu rồi thì phải nấu chung với xả, nó cũng ra cái ly giống giống gì nè các bạn. Nó cũng giống giống gì nè. Bây giờ Miu thử nha. 50 no với lại 35 khác nha. Còn cái ly này mà admin cũng hay cho mình nè là honey lemon tea nè. Nãy nó giống cái ly hồi nãy nó chống nóng á các bạn. Bây giờ Miu ăn thử uống thử nha. 30 no với 40 khác nữa. Cái này nó không có chống nóng nha. Chỉ có cái hồi nãy chống nóng thôi. Còn hai cái ly này á, thì admin cũng hay cho mình. Nhưng mà uống nó thì nó cộng nước rất là nhiều nha. 80 nước lận mà có 40 no hè. Mà nó không có cộng thêm cái gì hết á. Thì cái ly Việt Quốc nó vậy thì ly dâu chắc nó cũng như vậy. Đây cũng 40 no 80 khác luôn. Trời ơi. Thì đây là các món ấy nha. Còn cái món bánh cái này là nó là trà thú nè. Mà trà thú này Miu nhớ là hình như 4-5 loại nữa. Mà bây giờ Miu có công thức có 3 cái ha. Bây giờ Miu uống thử cho các bạn xem coi coi nó cộng cái gì nha. Là 40 no với 80 khác mà không có búp thêm cái gì hết. Thì cái đó nó không búp thì cái này nó cũng sẽ không búp thôi. Mà nó cũng ăn vô nó cũng giống như mấy cái loại kia. Là 40 no với 80 khác luôn. Và orange tea này nó cũng sẽ như vậy. Là 40 no cộng 80 khác luôn là nó như nhau hết đó. Nhưng nó chỉ có khác cái công thức là bỏ khác vài món thôi. Thì mấy cái món này là các bạn đi lượm ở đâu cũng có hết đó. Nên không có sợ không có đồ nha. Rồi. Bây giờ là Miu nhớ được nhiều đó. Còn hôm bữa là Miu mới vừa kiếm được một món hình như nhìn nó rất là đẹp luôn. Thì bây giờ Miu sẽ chế luôn. Là ba cái món này Miu không biết cộng cái gì. Nhưng mà Miu thấy nó đẹp nên Miu chỉ cho các bạn nấu. Nhìn nó đẹp đẹp thì dễ ăn hơn. Thì là có trứng, sữa với lại bông ra sen này nè. Nó cũng ra thức ăn nhưng mà Miu không biết là nó cộng cái gì. Đây. Rồi. Miu sẽ ăn thử nha. Rajin Miu Jelly nè. Cái ly này nhìn nó đẹp dễ sợ luôn các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Bây giờ Miu sẽ ăn thử nha. Là 50 no cộng 5 nước nha các bạn. Nó không bớt thêm gì hết. Rồi bây giờ bỏ cái bông này ra. Cũng trứng như sữa. Rồi Miu sẽ cho nho vào. Là nó ra một cái bánh. Cái bánh này không biết bánh gì nhưng nhìn nó cũng khá là ngon. Cái bít Miu gì nè. Nhìn nó ngon ghê á. Thì bây giờ mẹ cũng sẽ ăn thử coi nó cộng gì nha. Là 50 no nha các bạn, không bớt thêm cái gì luôn. Thì nhìn nó đẹp mắt vậy thôi chứ chế thì nó cũng bình thường hè. Bây giờ cũng trứng như sữa, mẹ bỏ thêm mía vô nha. Để chế coi coi nó ra cái ly gì. Này, cái ly này hôm bữa admin cũng cho mình được cái nè. Mà không biết là nó cộng cái gì, mẹ cũng chưa có ăn luôn. Thì bây giờ mẹ sẽ ăn thử coi nó cộng gì nha.
50 no và 15 khác nha các bạn. Tính ra admin lâu lâu cũng cho mình toàn đồ không có tác dụng gì hết trơn á, cho chơi gì á các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video của Miu nha. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại. Like cộng subscribe cho Miu với nhé. Ủng hộ Miu để chuẩn bị bắt rồng nha. Sắp đủ level bắt rồng rồi. Hôm nay bảo trì xong là lên 64. Tuần sau là sẽ lên 65 là đủ bắt rồng rồi các bạn ạ. À. Ủng hộ Miu nhé. Bye bye.